Trong những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Không chỉ có cánh mày râu mà đông đảo các bạn nữ cũng tích cực tham gia phong trào ý nghĩa này với mong muốn được góp sức trong công tác cứu chữa người bệnh. Là một trong những gương mặt trẻ thuộc công đoàn chi cục thuế thành phố Đà Nẵng, chị Phan Hạnh Trang đã tình nguyện hiến máu rất nhiều lần. Tại chương trình hiến máu nhân đạo do công đoàn viên chức thành phố tổ chức vào cuối tháng 2 vừa qua, chị Phan Hạnh Trang cũng đã đăng ký tham gia. Đến hiện nay thì tôi tham gia hiến máu được là lần thứ 12. Thì tôi cảm thấy là cái việc này nó rất là có ý nghĩa vì có rất nhiều người, có nhiều bệnh nhân người ta đang cần những cái giọt máu quý của mình, mà mình thì đang ở trong cái độ tuổi rất là trẻ và mình có thể làm được một cái điều gì đó cho rồi mình góp một cái sức nhỏ của mình thì mình cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Không chỉ riêng chị Phan Hạnh Trang, trong những năm qua, đến với các chương trình hiến máu nhân đạo, không khó để bắt gặp các gương mặt nữ. Gạt qua tâm lý e ngại ban đầu, các bạn nữ trẻ tuổi hăng hái tham gia hoạt động nhân đạo ý nghĩa này với phương châm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thì em cũng muốn tham gia để góp một phần góp những cái giọt máu của mình cho những cái bệnh nhân mà cho những bệnh viện mà bị thiếu máu ạ. Hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, ngay từ những ngày đầu năm, phong trào hiến máu nhân đạo đã và đang được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những cánh mài râu, nhiều bóng hồng cũng xông xáo tham gia để góp giọt máu ý nghĩa cho đời.